tại Trung tâm Văn hóa xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ cũng vừa tổ chức chương trình tiếp sức đến trường năm 2024. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 80 phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn xã Thới Đông. Mỗi phần quà gồm tập sách và dụng cụ học tập, trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất 300.000 đồng tiền mặt, 10 chiếc xe đạp cho 10 em học sinh nghèo có nhà xa trường, mỗi chiếc trị giá 1 triệu 200.000 đồng. Tổng giá trị chương trình tiếp sức đến trường đợt này là trên 40 triệu đồng. Qua đó đã kịp thời giúp nhiều học sinh nghèo của huyện Cờ Đỏ có thêm điều kiện cấp sách đến trường trong năm học mới.